Nè, hướng dẫn mở khóa nha. Hướng dẫn mở khóa cái mà này gọi nên gọi là cái gì ta? Cơ quan viên tu lần. Cơ quan viên tu lần mob Encanomia. Tại đành đêm đen. Tại đành đêm đen. Để chụp hình cái đó, chụp hình làm cái tấm ảnh để cho mấy người họ thấy. Rồi sao nó đang dính cái này ta, đang dính cái này ấy cho nó sai ai cái trước đó, cho nó reset lại nè. Mọi người thấy không, thấy nó đều có một cái mẹo hay cái đều có một cái mẹo của nó nè. Cái đây có một cục cái này nè, cái cục mà cái máy thương này nó trong cái cục là vị trí mẫu nè, trí mẫu nè. Ừ, cái này có hai cục này đó, hai cục cái máy thương này là hai à. Cái này có ba cục cá mai thương nè là ba, cái này có bốn cục đúng không? Bốn rồi xong, cái này có năm cục, 1 2 3 4 5, cứ theo thứ tự là đúng rồi. Nó có cái mẹo thôi á, chịu khó suy ngẫm là hiểu liền. Rồi đủ nha.